Chào mừng các bạn đã trở lại với Nhật Group. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series về Silver Evil. Như video trước thì mình đã nói về Silver Evil Zero, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Silver Evil 1. Thì thời gian diễn ra trong Silver Evil 1 bắt đầu gần như cùng lúc với Silver Evil Zero, khi đội đặc nhiệm Alpha được cử đến để cứu hộ cho đội Bravo mất liên lạc tại vùng núi Alley. Những gì họ tìm được chỉ là chỗ máy bay rơi cùng xác của viên phi công, hoàn toàn không có dấu vết của những người sống sót. Trong lúc tìm kiếm, các thành viên của đội Alpha bị lũ Cybercut tấn công, khiến cho một thành viên của họ là Zapho bị sát hại. Do quá hoảng loạn nên viên phi công Whisker đã tự ý cất cánh bỏ lại đồng đội. Những thành viên của Alpha Team bắt buộc phải bỏ chạy tới một dinh thự bỏ hoang gần đó để ẩn nấp, và nơi đây chính là dinh thự của dòng họ Sanford, cũng như trạm nghiên cứu bí mật của Umbrella. Các thành viên của đội Alpha cũng gồm có Redfield, Burton và Valentine và bộ trưởng Amber Walker. Họ buộc phải trốn trong căn biệt thự để thoát khỏi đám Cybercut bên ngoài. Khi vừa vào trong nhà, họ đã nghe thấy tiếng súng nổ. Là Alpha Walker đã quyết định cử Valentine cùng Burton đi điều tra. Valentine nhanh chóng tìm được nguyên nhân của vụ việc khi bắt gặp Sullivan, nhân viên của đội Bravo, đang bị một con zombie ăn thịt. Burton nhanh chóng có mặt và giải quyết con zombie này. Sau khi quay trở lại, họ nhận ra Redfern và Albert Walker đã biến mất. Sau đó, Burton cùng với Valentine cũng tách ra và tìm kiếm riêng lẻ. Redfern lúc này cũng gặp được một thành viên khác của đội Bravo, đó là Cypher. Nhưng khi anh này bị biến thành zombie, và cuối cùng là Redfern cũng phải tự tay giải thoát cho bạn của mình. Tiếp theo đó là Redfern đã bắt gặp hai thành viên khác của đội Bravo, đó là Anker và Rebecca Chamber, người vừa thoát khỏi trạm nghiên cứu ngầm. Chết sạch, Anker đang bị thương rất nặng và trúng độc cho một con rắn khổng lồ gây nên. Khi Redfern quyết định đi tìm thuốc giải để cứu Richard Anker trước khi hết thời gian, trong khi quá trình tìm kiếm, anh ta nhận được thông tin về một sinh vật nguy hiểm mang sức sống dưới tầng hầm của ngôi nhà, đó là Lisa Trevor. Sau khi tìm kiếm đồng đội, Silver Valentine đã vô tình biết được đây là dinh thự của dòng họ Benson, cũng như số phận của kiến trúc sư Trevor đã bị giết để bịt đầu mối. Cô cũng cùng chạm trán với con rắn khổng lồ đã đả thương Richard Anker ở trong máy, nhưng không thể giết được nó. Sau đó, Valentine nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Victor và Alan Walker về việc tiêu diệt đội xa. Khi cô ta bước vào phòng thí nghiệm, Albert Walker đã trốn đi theo lối bí mật có tên là Silver Valentine, nên không hề biết chuyện và lo lắng đồng đội của mình đang bị hoang tưởng khi tự nói chuyện một mình. Sau đó, cả hai người cùng tiến xuống hệ thống hang nước ngầm ở dưới dinh thự. Valentine đã đổ một hợp chất có tên là V-Shot và đường ống theo chỉ dẫn để tiêu diệt các quái vật ở phía dưới, nhưng không ngờ rằng các loại cây ở đây cũng không những mà còn đột biến trở nên nguy hiểm hơn. Điều này khiến cho Valentine gặp nguy hiểm, nhưng rất may là Burton đã kịp xuất hiện với chiếc súng thu cỡ để tiêu diệt hết cái đống cây cối này. Tiếp theo đó, Valentine đã bắt gặp Marini, đội trưởng của đội Bravo, ở hang hầm dưới lòng đất. Marini cảnh báo cô rằng có kẻ phản bội trong nội bộ của Sa do chính Umbrella cài vào để làm gián điệp hai mang. Trước khi Marini kịp nói ra tên của kẻ phản bội thì anh ta đã bị bắn gục bởi một họng súng bí ẩn từ trong góc khuất. Kẻ đó chính là Albert Walker, từ đầu luôn theo dõi Valentine. Trong lúc đó, Redfield cũng xuống hang ngầm không xa chỗ của Valentine. Anh ta chạm trán với Lisa Travel. Do không muốn mất thời gian vô ích nên Redfield đã lợi dụng các góc khuất đây để cắt đuôi con quái vật, đồng thời quay trở lại trên sân tìm được bản nhật ký chép lại câu chuyện buồn của Lisa Travel. Sau đó, chiếc Redfield đã lại sảnh chính và mở được cánh cửa bí mật dẫn xuống phòng thí nghiệm Umbrella bên dưới lòng đất. Valentine lúc này cũng đi theo cùng hướng với Jill Redfern và gặp lại Larry Burton. Cả hai vô tình chạm mặt với Lisa Trevor và bị truy đuổi gắt gao. Nhờ Barry Burton đánh lạc hướng, Jill Valentine đã mở được chiếc quan tài có chứa xác mẹ của Lisa Trevor là Jessica Trevor. Sau khi thấy xác của mẹ mình, Lisa Trevor đã tự nhảy xuống hố suối phía dưới. Nhưng sau đó, cả Dr. Burton và Jill Valentine tiếp tục lạc mắt nhau. Lúc này, cả Jill Valentine và Jill Redfern đều biết Umbrella là tổ chức đứng sau các thảm họa ở đây, cũng như kẻ đã phản bội trong nội bộ của họ.
Jill Rutherford sau đó gặp Rebecca Chambers, người cũng đang đi tìm anh sau khi bị tách khỏi nhóm. Về sau, Jill Valentine đi cùng khám phá một bản ghi chép có hình ảnh các nhân viên từng làm việc trong trạm cung cứu. Jill Valentine nhận ra Alex Walker và nhận ra đây chính là kẻ phản bội. Jill Valentine quyết định đi sâu xuống trung tâm nghiên cứu để tìm ra Amber Walker. Tại đây cô gặp lại Barry Watson và biết rằng Alex Walker đã đe dọa tới gia đình ông để ép Barry Watson làm việc cho mình. Amber Walker xuất hiện và giải thích về kế hoạch của mình khi dùng đội xa để làm vật thí nghiệm cho khả năng săn mồi của con Tyrann mới. Alex Walker không thể chờ đợi hơn được nữa nên quyết định hạ gục Jill Valentine đầu tiên. Nhưng Barry Burton đã phản bội và bắt gục hắn trước. Ông ta xin lỗi về những hành động của mình và gây ra cho cả đội. Cả hai người không ngờ rằng Alex Walker đã hoàn thành quá trình kích hoạt cho con Tyrann. Nó nhảy thẳng ra ngoài và bắt đầu tiêu diệt những sinh vật trước mặt. Nhưng trước khi tiến tới Jill Valentine và Barry Burton, con Tyrann này lại quyết định chọn Amber Walker làm nạn nhân đầu tiên và đâm lưỡi dao xuyên qua ngực tên phản bội. Sau đó Jill Valentine cùng Barry Burton phối hợp hạ gục con quái vật này trước khi chạy ra khỏi khu thí nghiệm. Họ ngủ cùng Jill Renfer và Rebecca Chamber trên đường đi. Lúc này hệ thống tự quỷ của khu thí nghiệm đã được kích hoạt. May mắn cho cả bốn người và viên phi công Ed Wesker đã quay trở lại để đón họ ở bãi đáp trực thăng phía trên của tòa nhà. Con Tyrann lúc này cũng bám theo nhóm lên đến tận bên trên. Ở đây phút cuối cùng, Ed Wesker đã ném xuống một khẩu súng phóng lựu để giúp đồng đội tiêu diệt con quái vật một lần và mãi mãi. Cả bốn người thoát khỏi khu nghiên cứu trước khi nó bị phá hủy, quay trở về thành phố đất công và không biết cơn ác mộng vẫn chưa hề chấm dứt. Trên đây là cốt truyện của Silver Elvio 1. Nếu các bạn thấy hay hãy like và share video của mình và nhớ đăng ký kênh để xem những video thú vị tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Gigi no gi, minna de utta o gigi.